Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 6. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hội An công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố nguyễn văn dương nguyên trưởng phòng phạm điền nguyên chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo hội an nay là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở kim đồng hội an nguyễn ngọc sĩ chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo hội an về hành vi nhận hối lộ nguyễn thị thu điệp chuyên kinh doanh trang thiết bị giáo dục nguyễn khưu đông phong giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phú vi về hành vi đưa hối lộ theo điều tra từ năm 2019 đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện mua sắm các trang thiết bị giáo dục. Quá trình thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Phạm Điền và Nguyễn Ngọc Sĩ thỏa thuận nhận tiền và tạo điều kiện cho Điệp và Phong trúng thầu và ăn chia theo giá trị hợp đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An đã thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị với Điệp và Phong tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty cổ phần Thịnh Phát do Hải làm tổng giám đốc đang có dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, sau đó Hải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người đàn ông chú tỉnh Hải Dương, trong khi dự án chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại và công ty Thịnh Phát cũng chưa có quyền gì đối với dự án này. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 1 tỷ đồng. Liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 16 tháng 6 tại địa bàn phường Chính Gián, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can. Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Lê Duy Minh 18 tuổi rủ nhiều đối tượng cùng nhập với nhóm của Trần Gia Toàn 16 tuổi, tổng cả hai nhóm là hơn 60 người, mang theo hung khí chạy qua nhiều tuyến phố trung tâm, hò hét, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, điều khiển xe với tốc độ cao. Khi đến đường 2 tháng 9 thì gặp lực lượng công an truy đuổi nên cả nhóm bỏ chạy. Vật chứng thu giữ là hai cây ba chĩa, một số vỏ chai bia và năm xe máy. Hiện lực lượng công an đã khởi tố bắt tạm giam 10 đối tượng và đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan khác. Cục Quản lý Thị trường vừa tiến hành tiêu hủy lô bánh phở vi phạm có chất phóc môn. Chủ của lô hàng trên là ông Nguyễn Minh Chính, chú tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Số hàng hóa này được vận chuyển đến địa bàn phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh để bán cho khách. Qua lấy mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, kết quả xác nhận có chứa chất phóc môn với hàm lượng là 8,05mg trên 1kg. Mở rộng xác minh ông Chính không có giấy phép đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt ông Nguyễn Minh Chính số tiền 52 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với chủ quán bún chả bị tố rửa thịt bằng nước than. Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ gắp từng miếng thịt trên vỉ nướng, nhúng xuống phần nước bên dưới khai sát. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, chủ cơ sở cho biết trong lúc nướng có miếng trà rơi ra khỏi vỉ nướng vào khay hứng mỡ nên đã gắp lại vào vỉ nướng để tiếp tục nướng chín, chứ không có việc rửa thịt bằng nước than, nước mỡ và nước rửa chén như phản ánh ở clip. Cơ sở cũng thừa nhận việc làm của mình là sai và hứa sẽ không tái diễn. Tổ công tác đã xử phạt chủ quán tổng số tiền là 3,5 triệu đồng, bao gồm 3 lỗi: không có tủ kính để bảo quản hàng, không đeo găng tay trong khi chế biến và không có giấy khám sức khỏe của người lao động. Bản tin nhanh sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.